Xin chào tất cả bạn học sinh đến với lớp học dạy kỹ năng giải toán. Dạng bài tập hôm nay giáo giới thiệu các bạn đó là dạng bài tập rút gọn phân số. Các em cùng theo dõi. Bài tập 25 trang 7 sách bài tập với yêu cầu rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản. Phần A, -270 phần 450. Mời các em chuẩn bị giấy nháp và nháp bài. Thầy giáo cho các em thời gian làm bài là 1 phút. Hết thời gian, thầy giáo dẫn làm bài. Chúng ta chia tử số và mẫu số của phân số này chia cho 90. -270 chia 90, 450 chia 90, ta được kết quả bằng -3/5. Số 90 này chúng ta còn gọi là ước chung của tử và mẫu của phân số -270 phần 450. Kết quả chúng ta nhận được bằng -3/5. Đây chính là một phân số tối giản. Tương tự như vậy, các em thực hiện phần B. Phân số 11 phần -143. Bây giờ giáo cho các em làm với thời gian là 30 giây, các em cùng thực hiện. Sau đây giáo sư hướng dẫn các em cách rút gọn phân số này. Phân số này có ước chung là -11. Sau đây chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho -11. Tại sao chúng ta lại chia cho -11? Vì mẫu của phân số này là mẫu âm, nên khi chia cho -11 chúng ta sẽ nhận được mẫu dương. Chúng ta được kết quả bằng -1/13. Ta có phần C. Phân số 32/12. Bây giờ các em rút gọn phân số này. Ta đi tìm ước chung của 32 và 12 thì ta tìm được số nào? Khi đó chúng ta sẽ lấy số 32 và số 12 cùng chia hết cho cái ước chung đó. Ở đây chúng ta đi tìm ước chung đó chính là bằng số 4. Ta lấy 32 chia 4 và 12 chia 4. Ta được kết quả bằng 8/3. Phần thứ tư, phần D, ta có -26 phần -156. Các em rút gọn. Phần này giáo cho chúng ta thời gian 1 phút để suy nghĩ làm bài.
Thầy giáo hướng dẫn phân số âm 26 phần âm 156. Để rút gọn phân số này, chúng ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho số âm 26 ra được. Âm 26 chia âm 26 và âm 156 chia cho âm 26 ra được phân số 1/6. Như vậy là chúng ta đã biết cách rút gọn các phân số thành phân số tối giản. Chúng ta chỉ làm một lần. Thông thường thì chúng ta ở đây là chia cả tử và mẫu của phân số này cho ước chung lớn nhất, hoặc chia cho số đối của ước chung lớn nhất, ta sẽ được phân số tối giản. Chúng ta cần ghi nhớ điều đó để chúng ta áp dụng cho các bài toán tiếp theo. Bây giờ thầy cho chúng ta sang một cái dạng bài toán rút gọn thứ hai, chúng ta cùng theo dõi. Bài tập 27, trang 7 sách bài tập với yêu cầu rút gọn. Ta có phần A. 4 x 7 phần 9 x 32. Vậy để rút gọn phân số này, chúng ta làm như thế nào? Các em cùng nghiên cứu để tìm ra cách rút gọn. Như chúng ta đã biết ở tiểu học, thì để rút gọn cái dạng phân số này thì chúng ta rút gọn một thừa số trên tử với một thừa số dưới mẫu. Chúng ta quan sát trên tử có thừa số 4 và thừa số 7, dưới mẫu có thừa số 9 và thừa số 32. Vậy thì chúng ta xét thừa số 4 này và thừa số 32 dưới mẫu, thì 4 và 32 có ước chung là 4. Do vậy các em sẽ chia cả tử và mẫu của phân số này cho 4. 4 chia 4 bằng 1, 32 chia 4 bằng 8. Còn hai thừa số 7 và 9 không có ước chung, lớn hơn 1 và âm 1. Do vậy chúng ta giữ nguyên. Các em sẽ được kết quả bằng 1 nhân với 7 và 9 nhân với 8. Đó là chúng ta rút gọn thừa số 4 và thừa số 32 bằng cách chia cả tử mẫu cho 4. Chúng ta nhân thừa số tử với tử và mẫu với mẫu. Ta nhân các thừa số trên tử và các thừa số dưới mẫu, ta được kết quả bằng 7/72. Chúng ta có phần B. Phân số 3 x 21, mẫu là 14 x 15. Bây giờ chúng ta rút gọn thừa số 3 với thừa số 15, thừa số 21 với thừa số 14. Khi đó chúng ta được có kết quả là 1 x 3 và 2 x 5. Thừa số 3 và thừa số 15 chúng ta rút gọn cho nhau bằng cách chia tử cho 3 và chia lấy 15 chia 3. Trên tử bằng 1 chứ mẫu 5. Số 21 và số 14 ta chia cả tử và mẫu cho 7. 21 chia 7 được 3 và 14 chia 7 được 2. Chúng ta được kết quả bằng 3/10. Ta có phần C. 2 x 5 x 13 phần 26 x 35. Bây giờ ta rút gọn bằng cách nào? Chúng ta rút gọn như sau. Chúng ta sẽ rút gọn thừa số 13 với thừa số 26 thì trên tử còn 1, dưới mẫu còn 2. Thừa số 5 rút gọn cho thừa số 35, trên tử còn 1, dưới mẫu là bằng 7. Thừa số 2 trên tử và thừa số 2 dưới mẫu chúng ta lại tiếp tục rút gọn. Như vậy kết quả cuối cùng chúng ta lại được phân số 1/7. Ta sang phần thứ tư.
Trên tử chúng ta có 9 nhân với 6 trừ đi 9 nhân 3, mẫu là 18. Vậy thì để rút gọn, chúng ta phải đi tính giá trị của biểu thức ở trên tử, rồi chúng ta sẽ rút gọn thừa số ở dưới mẫu. Ở đây chúng ta thấy 9 nhân 6 trừ 9 nhân 3 thì chúng ta sẽ đặt thừa số chung là 9, rồi lấy 6 trừ 3 ta được 9 nhân với 6 trừ 3 trên tử và dưới mẫu là 18. Ta thực hiện lấy 6 trừ 3 thì bằng 3, như vậy có 9 nhân với 3 phần 18. Ta đi rút gọn thừa số 9 với thừa số 18 thì trên tử còn 1, dưới mẫu còn 2, như vậy kết quả bằng 1 nhân 3 trên 2 và bằng 3 phần 2. Ta có phần E, 17 nhân 5 trừ 17, mẫu ta có 3 trừ đi 20. Vậy thì cách này chúng ta cũng làm tương tự như phần D, nhưng chúng ta chú ý ở đây, trên tử 17 nhân 5 trừ đi 17, đây số 17 này chúng ta có thể biến đổi thành 17 nhân 1, sau đó ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ. Ta có 17 nhân với mở ngoặc 5 trừ 1 đóng ngoặc chia cho 3 trừ 20 bằng âm 17. 5 trừ 1 chúng ta tính ra giá trị bằng 4, 17 nhân 4 phần âm 17. Đến đây chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho âm 17. Vì trên tử có số 17, dưới mẫu âm 17 nên ta chia cả tử và mẫu cho âm 17. Ta được phân số tử 17 sẽ bằng âm 1, dưới mẫu sẽ là 1. Âm 1 nhân 4 thì cho kết quả bằng âm 4. Ta sang phần F cũng làm tương tự như vậy. 49 cộng với 7 nhân với 49 phần 49, chúng ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Chúng ta thực hiện trên tử, ta lấy 49 nhân với 1 cộng 7 trên 49, chúng ta được kết quả cuối cùng bằng 8. Ta rút gọn thừa số 49 với thừa số 49 thì trên tử còn 1, dưới mẫu là 1, 1 cộng 7 thì đó bằng 8, như vậy kết quả cuối cùng bằng 8. Hôm nay thì giáo giới thiệu với các em hai bài tập về dạng rút gọn phân số. Các em theo dõi, có gì không hiểu thì chúng ta nêu nhận xét dưới, thầy giáo sẽ trả lời ngay cho các em. Rất mong các em xem và học tập trên kênh của thầy giáo. Chúc các em học giỏi và chăm ngoan. Xin hết.